Kính chào quý khách. Toàn cầu Vina xin giới thiệu quý khách một trong những giải pháp an toàn, an ninh thông minh cho gia đình. Hiện chúng ta đang có mặt tại một biệt thự cao cấp tại quận 2, vừa mới được lắp đặt mô tô cổng lùa Italia Cominello Ford 700. Đây là mô tô cổng lý tưởng cho cổng trực dưới 700kg cho gia đình và công ty. Đặc điểm nổi bật của dòng mô tô cổng lùa này phải kể đến như cung cấp một giải pháp hấp dẫn và thông minh bởi hệ thống loa mạch tích hợp, kết nối giữa đầu vào và đầu ra như các thiết bị cảm ứng, còi, đèn báo động nếu có, và đặc biệt là cho phép lập trình tốc độ, thời gian mở cổng. Chức năng cài đặt đèn, công tắc đơn giản, giúp dễ dàng cài đặt, tùy chỉnh. Bánh răng sắt chuyển động hoàn hảo. Vòng bi bạc đạn giúp giảm lực, tăng chuyển động êm mượt của bánh răng động cơ, giúp cho motor vẫn hoạt động tốt khi quá tải, tăng tuổi thọ động cơ. Vỏ giúp bảo vệ động cơ trước tác động bên ngoài, lực va đập, mưa, gió, bụi. Khóa nở giúp kích hoạt chế độ vận hành bằng tay khi cúp điện, tay cầm nhôm chắc chắn. Có phiên bản công tắc hành trình cơ và công tắc hành trình nam châm. Có thể lập trình tự động hoặc bán tự động công tắc giới hạn, hẹn giờ và giảm tốc. Quay lại với công trình này, toàn cầu Vina có tích hợp thêm chức năng điều khiển mở cổng bằng điện thoại. Quý khách có thể dễ dàng đóng, mở cổng bất kỳ lúc nào, nhất là lúc có khách đến chơi mà mình lại không ở nhà. Ngoài ra, toàn cầu Vina có thể tích hợp thêm chuông cửa màn hình, camera quan sát, thiết bị chống trộm, tạo thành hệ thống an ninh chặt chẽ, bảo vệ ngôi nhà thân yêu. Toàn cầu Vina, giải pháp an toàn, an ninh thông minh. Hân hạnh được phục vụ quý khách.